Không phải tự nhiên mà trên dải đất hình chữ S thân yêu đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử với biết bao truyền thống tốt đẹp của ông cha ta, còn được gắn liền với các hình thức sinh hoạt văn hóa lễ hội dân gian. Đó cũng là tất cả những giá trị truyền thống đã mãi tồn tại trong đời sống cư dân, có thể khẳng định một điều: văn hóa hội làng cùng với thời gian đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Điều đó đã mãi trở thành đời sống văn hóa tinh thần được trân trọng, gìn giữ và lưu truyền. Cũng như biết bao làng quê khác trên đất Việt, hàng năm cứ đến ngày 20 tháng 11 âm lịch đã trở thành thông lệ theo phong tục truyền thống, đình làng đại đán lại nô nức mở hội. Lễ đại kỳ phúc dâng hương cung duy thần hoàng làng, lễ hội cũng là dịp thể hiện lòng biết ơn và sự cung kính của người dân cầu mong thành hoàng trở che bảo hộ cho quốc thái dân an, cho mọi người mọi nhà được an khang thịnh vượng. Cũng theo cổ lệ hàng năm truyền lại, đình làng đại đán còn có các ngày lễ hội được tổ chức vào các ngày âm lịch hàng năm. Đó là lễ tiểu kỳ phúc vào ngày 15 tháng 2, lễ đại kỳ phúc vào ngày 20 tháng 11. Và ngày mùng 10 tháng 12 là lễ chạp thần. Nhưng hiện nay do những yếu tố khách quan, lễ chạp thần không còn được tổ chức nữa. Ngoài ra, hàng năm vào ngày mùng 7 Tết âm lịch, đình làng còn mở hội xuân đón chào năm mới, cầu mong mưa thuận gió hòa, một năm mùa màng tươi tốt, vạn sự bình an. Với các trò chơi dân gian đề cao tinh thần thượng võ của dân tộc được đông đảo nhân dân gần xa hưởng ứng nô nức cùng về chung vui ngày lễ hội đầu năm. Ngược dòng thời gian, làng đại đán xưa có tên là Đãi Đán khi thành lập làng. Đãi Đán được dịch theo nghĩa Hán nôm có nghĩa là đợi mặt trời lên, cũng theo thần tích, thần sắc còn lưu giữ do Viện Thông tin Khoa học Xã hội cung cấp cho biết, làng Đãi Đán trước đây thuộc tổng Vạn Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên, trải qua biết bao thăng trầm biến cố của lịch sử. Từ ban đầu thành lập chỉ có 43 xuất đinh, tương ứng với 43 hộ gia đình, đến nay đã xây dựng nên làng Đại Đán ấm no hạnh phúc, trở thành một địa danh với nhiều dòng họ tìm đến nơi đây, tạo dựng cơ đồ với một lòng trung nghĩa, làm tròn nghĩa vụ với nhà nước. Đã có tới 13 dòng tộc an cư lạc nghiệp hưng thịnh trên vùng đất Đại Đán nơi đây, đúng như với tên gọi đất lành chim đậu, là phúc địa, nghĩa là vùng đất giàu phúc đức, cùng chung tay xây dựng nên một vùng quê đẹp giàu. Trở về với lễ hội, với mái đình làng, cũng là nơi tôn thờ thần thành hoàng hiệu ngày là Cao Sơn Quý Minh, được nhân dân tôn thờ đã lâu, trở thành chỗ dựa tinh thần che chở phù hộ cho dân làng. Quan niệm đó đã ăn sâu vào đời sống tinh thần cư dân làng Đại Đán đến nay. Cũng theo truyền thuyết để lại, thần Cao Sơn Quý Minh là hai anh em hóa thân của Tản Viên Sơn Thánh, đã được vua các triều đại phong kiến cho phép tôn thờ làm đương niên bản cảnh thành hoàng. Từ trên nền đất đình làng xưa đến năm 2005, địa phương và nhân dân đã tôn tạo trùng tu xây dựng. Từ chốn tâm linh giao cảm này đã góp phần tạo nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất làng.
đình làng Đại Đán còn là nơi hội họp của cộng đồng, của các bậc cao niên và cư dân bàn soạn các công việc của làng, cũng như các ngày tế lễ hàng năm được tổ chức trọng thể mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Tính nhân văn cùng với những bản sắc văn hóa đã tạo nên một cuộc sống phồn vinh hạnh phúc với nhiều ngành nghề, nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã tạo dựng nên sự phồn vinh của một vùng đất cửa ngõ vùng Đông Bắc. Trong những ngày đất nước còn dưới ách xâm lược của thực dân, đình làng Đại Đán còn là nơi nuôi dấu cán bộ, là cơ sở cách mạng của khu vực Hoành Bồ và khu mỏ Hồng Quảng, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi hoàn toàn. Hội làng, nét sinh hoạt văn hóa truyền thống mang đậm sắc thái dân gian từ ngàn xưa để lại đã tạo nên cho đời sống cộng đồng dân cư những giá trị bản sắc thật riêng có. Ngày nay đã và đang được kế thừa và phát triển trên cơ sở nền tảng vững chắc của quá khứ xa xưa truyền lại cho mai sau. Giờ đây, sau những giai đoạn trải qua biết bao thăng trầm biến cố của thời gian, với trách nhiệm đối với lịch sử, với những giá trị bản sắc văn hóa đã và đang được gìn giữ của biết bao thế hệ, điều đó đã trở thành ý thức hệ đối với các bậc tiền nhân truyền dạy cho hậu thế, nhận chân hết thảy những giá trị tinh hoa của một dân tộc anh hùng. Đình Đại Đán, theo chúng tôi, cái thần sắc thần phong ấy thì là xây, các cụ xây vào khoảng 1840, thế đến 1951 thì giặc Pháp đến phá đốt hết. Đấy, đến năm 2005 thì chúng tôi thể theo cái nguyện vọng của nhân dân giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương thì chúng tôi khôi phục lại, và khôi phục lại cả đình và đồng thời cả cái lễ nghi của làng. Đấy, thì chúng tôi thực hiện mới khôi phục lại từ năm 2005 thôi. Cái đình này xây ngày 20 tháng Giêng năm 2005 thì bây giờ đã hoàn chỉnh. Thế thì tất nhiên là nó cũng còn có nhiều vấn đề còn thiếu thốn, nhưng mà chúng tôi sẽ vận động dân làng là sẽ tiếp tục sắm sửa thêm và giáo dục cho bà con dân làng là giữ gìn cái bản sắc đó, và đồng thời là làm cho nó đẹp hơn trước. Xuất phát từ những giá trị văn hóa nói chung và văn hóa lễ hội nói riêng từ xa xưa để lại, nét đặc trưng của lễ hội cũng là minh chứng cho những nét đẹp văn hóa ngàn đời của ông cha ta, với tư tưởng uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Lễ hội còn là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, làm cho thế hệ hôm nay hiểu được công lao của tổ tiên, tự hào về truyền thống quê hương. Lễ hội còn được gắn bó với làng xã, địa danh vùng đất như một thành tố không thể tách rời và thính vắng trong đời sống cộng đồng nhân dân. Những nghi thức tế lễ, lễ rước, dâng hương là những hoạt động có ý nghĩa của một lễ hội. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, ngày càng được gắn bó chặt chẽ với đời sống, đáp ứng những nhu cầu tinh thần về văn hóa của nhân dân, không chỉ ở nội dung mà còn được thể hiện ở phong cách lễ hội qua lời văn tế, phục trang, lễ vật dâng cúng, tạo nên những sắc thái riêng biệt của mỗi vùng miền. Được sự chỉ đạo của thôn làng chúng tôi thì chúng tôi sẽ là những người dân thì phải nhớ lại cội nguồn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tham gia, và chúng tôi rất là tự hào về quê hương chúng tôi có những ngày hội mà từ trước tới nay mà đã qua trau dồi lại những cái đội tế này để cho các thế hệ sau này của quê hương chúng tôi gìn giữ cái bản sắc của làng quê chúng tôi ạ. Trong cái lễ hội đình làng Đại Đán, chúng tôi tập việc năm nay là 8 năm theo phương thức cổ truyền dân tộc. Như vậy là chúng tôi tế về gia truyền của Thọ Mai.
chúng tôi đã tập việc hiện nay là tế được như vậy là 6 năm đã hoàn chỉnh đầy đủ cho cái lễ hội của đình làng Đại Đán. Thì chúng tôi tập việc hiện nay là trưởng thành như vậy là trong 8 năm nay lễ hội như vậy được mời các cơ quan đoàn thể cùng với thời hội đình làng đầy đủ dân đến để tập việc như vậy hiện nay đã hoàn thành. Trở lại với lễ hội đình làng Đại Đán hàng năm còn là dịp để cho các tầng lớp nhân dân cùng bao du khách xa gần được bày tỏ lòng thành kính của mình đối với các bậc tiền nhân. Cũng theo tài liệu trong Thần Tích Thần Sắc, làng Đại Đán, thần Cao Sơn Quý Minh do có công lao với đất nước được phong làm đức thánh, đó chính là yếu tố trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhân dân trong những thời điểm khó khăn, đồng thời cũng tạo nên cho cộng đồng những kỳ vọng và những điều tốt đẹp sẽ đến. Cũng như các vùng miền trên cả nước, Quảng Ninh có những sắc thái riêng có của mình, bởi ai cũng biết vùng đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc này hội tụ những yếu tố của địa linh nhân kiệt, giàu bản sắc anh hùng. Vì vậy, để góp phần giữ gìn tôn vinh và phát triển các thiết chế văn hóa nói chung và văn hóa lễ hội đình làng nói riêng, rất cần có những định hướng cùng với tư duy bảo tồn phát triển cho mai sau. Đồng thời phát huy một cách có hiệu quả vai trò của các cấp các ngành để văn hóa dân tộc mãi trở thành niềm tự hào đến muôn đời sau. Đình làng Đại Đán này thì chúng tôi tu sửa thành lập năm 2005 cũng được sự quan tâm của đảng ủy chính quyền địa phương và sở văn hóa thành phố và chúng tôi đã tổ chức các bộ lão để xây dựng đình. Thì nói chung là cái đình này thì đã có từ cái thời kỳ năm 1845 thì đến cái đời các cụ để lại thì là thờ ngài Thuần Hoàng Cao Sơn Quý Minh và ngài Thuần Hoàng làng Cao Sơn Quý Minh là nhà vua ban tặng cho là năm giác phong. Đấy, thì trong đó thì chúng tôi hiện nay là vẫn duy trì được cái tâm linh của địa phương và đồng thời chúng tôi đi vào cái tổ chức thì ngày càng phát triển thêm trong cái vai trò về từ giờ đến cuối năm thì trong vai trò của tôi là chúng tôi cũng duy trì cái lễ hội và đồng thời là cũng đề nghị với lại chính quyền địa phương và văn hóa thành phố và sở văn hóa thành phố để nhà nước tỉnh công nhận là cái di tích lịch sử của các cụ để lại. Một mùa lễ hội mới lại đang về trên khắp nẻo làng quê Việt Nam. Đâu đó vang lên tiếng trống hội làng rộn rã, thôi thúc lòng người đón chào âm sắc của mùa xuân. Đình làng Đại Đán vẫn mãi còn đây với những giá trị đã được gìn giữ biết bao đời. Và những giá trị ấy được bảo tồn phát huy chắc chắn sẽ góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.